Ở đó là xa lắm mà ta, sao đi về kịp hay vậy? Đấy. Về xôi má nấu. Rồi, chụp. Giật tay hơi ngại ngại tay nha, từ từ ngó nhau, đừng đảo mắt, đừng đảo mắt. Phải bâu hết cho anh, đừng đảo mắt. Đừng đảo mắt. Siết tay. Siết nhìn. Cười. Nhìn, đúng rồi, cười. Rồi, bạn Phong không đi bạn Phong ơi. Không, nghiêng qua kia nha. Chạy, dễ. Tiếp tục giữ im cho anh ơi, giữ im. Đừng có vú tóc, cái tay im luôn. Nói chung là bâu lại hết, không có chuyển động cho anh. Nhưng giờ đứng sát vô, ngó vô thôi. Chạy đi. Dễ. Hít sâu vô. Đúng rồi, thở, đúng rồi, thở. Đúng rồi. Nhăn mặt lên. Đúng rồi, hít sâu vô, hít thở, đúng rồi. Trộn lên, con người lên luôn, đúng rồi, con người lên luôn. Chạy, đẻ, la, la. Đúng rồi. Thôi, nhẹ, hơi rồi, thở nhẹ ra. Diễn viên chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Anh chị hay quá mà. Hả? Ăn cơm trước kẻn cho đã, bây giờ mới nhớ tới cha tới mẹ là sao? Hả? Má. Má thương tụi con má. Má có thương con má. Dạ. Bởi vậy tôi cưng anh quá. Cưng anh quá rồi anh lờn mặt đúng không? Hử? Má tôi. Má. Má tha lỗi cho tụi con đi mà. Nha. Tụi con biết lỗi rồi. Bác ơi, bác tha lỗi cho tụi con đi bác. Dạ. Anh chị hay quá mà. Hả? Ăn cơm trước kẻn cho đã, bây giờ mới báo cha báo mẹ hả? Ôi em xin lỗi. Bây giờ mới anh chị hay quá mà. Hả? Ăn cơm trước kẻn cho đã, bây giờ mới về. Ôi. Dạy 3, 2, 1. Diễn. Cái gì? Tôi. Má dạy. Diễn. Cái gì? Tuổi dần hả? Tuổi dần thì sao vậy má? Trăng sao cái gì nữa? Ông bà xưa người ta nói đàn bà tuổi dần là cao số, là sát phu. Về dưới Cần Giờ rồi, bối cảnh đầy đủ ở nhà mà. Vì đòi đầu tư cho phim này mà em kêu là nói gì đâu đầu tư. Cái cảnh này dễ thương. Lẹ lẹ luôn, chấp hành chút xíu, nó hơi tối rồi đó. Hát vô hai mẹ con đi, đem trông ngóng thôi, đúng rồi, không sao, thoải mái, thoải
cảm xúc tốt tốt. Đúng rồi, hai mẹ con đi đi, cứ đi thôi. Đi luôn Bích, Thảo, Thảo đi luôn. Đi thôi. Má ơi. Đó bà ngoại đi luôn, đi luôn. Mừng. Ôm con gái trước, ôm con gái trước, ôm con gái trước. Rồi ôm cháu kìa, hỏi ai ôm cháu kìa. Đón xem Con Yêu Mẹ, phim ngắn đông đầy cảm xúc về tình mẫu tử nhân mùa Vu Lan năm nay.